Xin chào tất cả các bạn và các học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy Học Thành Nhân. Các bạn và các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ ôn cái đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2022. Xin lỗi các bạn, năm 2023-2024. Đề số 1, lớp 11 nha các em. Bài 1 nè, biểu diễn giá trị lượng giác sau. Y giá trị lượng giác có số đo từ gốc từ 0 đến pi trên 4. Đây, bây giờ gốc của nó là đang là 17 pi trên 3. Ta làm sao mà quy về gốc là từ 0 đến pi trên 4, nhưng mà giá trị sin của nó là vẫn không thay đổi. Như vậy mình đây mình thấy mình phải nắm được là khi mà sin cái cos mà nó cộng với 2 pi thì nó alpha mà cộng với 2 pi. Sin của alpha cộng 2 pi thì nó bằng sin alpha. Sin alpha cộng 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi. Tức là số chẵn lần pi hay số chẵn lần pi thì nó vẫn không thay đổi. Vì mình có là 2 pi là tương ứng với một vòng tròn. Một vòng này. À, theo nhất tính giác đó thì mình sẽ quy về là bằng sin cộng k 2 pi cộng alpha. Mình thấy 17 pi trên 3 thì sẽ bằng, tôi quy về là 6 pi nha, tôi quy về 6 pi. Vậy đây nó gần sin 6 lần 3 là 18 pi trừ đi pi. Đó. Vì 18 mà trừ pi là bằng 17 pi chia 3. Mà 18 chia 3 thì lại ra 6 pi. Như vậy nó sẽ bằng nè. Sin nè. Bằng sin của 6 pi trừ pi chia 3. Đó. Như vậy nó bằng sin của 3 lần nhân 2 pi trừ pi chia 3. Như vậy đây nó là bằng 3 pi rồi, 3 nhân 2 pi rồi, mình có thể bỏ đi. Đúng không? Thì nó bằng sin của trừ pi chia 3. Sin của trừ pi chia 3 thôi. Sin của trừ pi chia 3 thì nó là bằng sin alpha, sin của trừ alpha để bằng trừ sin alpha. Mà sin của pi trên 3 thì nó bài bằng pi trên 3 thì là bằng pi trên 2 trừ pi trên 6 thôi. Đó, pi trên 2 trừ pi trên 6 đây là phụ chéo nè. Phụ chéo cho này nó bằng là sin nó xong cos. Cos của pi trên 6. Như vậy pi trên 6 giờ là nó nằm đó. Nó nhỏ hơn là nó đi từ 0 đến pi trên 4 rồi. Vậy đây nó sẽ bằng trừ cos của pi trên 6. Trừ cos của pi trên 6 à. Rồi ta thấy 35 pi chia 6 chỗ này. 35 pi chia 6 thì ta quy về là 6636, 36 pi chia 6. 36 pi chia 6. Như vậy bằng cos này. Của 36 pi, đây là có 35 pi ta trừ pi. Đó. Cos của 6 pi trừ pi trên 6. Thì 6 pi thì bằng 3 nhân 2 pi. Hai pi tương ứng với một vòng tròn thì ta có thể bỏ đi. Bằng cos của trừ pi trên 6. Cos đối với em. Cos của trừ alpha thì nó bằng cos alpha luôn. Như vậy thì đây mình sẽ quy về được là cos của pi chia 6. Được không? Đó. Nhưng mà đây sẽ quy về là cos của pi chia 6. 35 pi chia 6 là bằng cos của 6 pi trên 6 trừ pi chia 6. Nó bằng cos của trừ pi trên 6 bằng cos pi chia 6. Đó qua bài số 2. Sin x bằng 2 phần 3
ít lớn hay không, nhỏ 90 độ. Ít lớn không, nhỏ 90 độ nha. Đây là trục cốt, đây là trục sin. Trên cái trục cốt này là một âm một, đây âm một. Trên cái vòng tròn là cái góc góc không cho đến 90 độ là cái góc nào, là cái góc này, là phần tử thứ một này. Thì mình chiếu vào đây thì mình thấy là cốt dương này, sin dương này, đúng không? Đây là sin, đây là cốt. Như vậy sin lớn hơn không và cos cũng lớn hơn không, nhưng mà người ta biểu kính cos của 2x là cos của x trừ pi chia 3. Mình phải có sin 2x mình mới tính được. Mình có sin gì? Sin bình phương x, cos bình phương x là bằng 1. Đây mình có cốt rồi, để tìm sin. Để bằng căn của một rồi cốt bình phương x. Nếu vì sin x đây nó cộng trừ nè, nhưng mà mình chỉ lấy dấu cộng thôi nha. Đây là vì ít lớn không, nhỏ 90 độ. Vì ít là lớn không, nhỏ 90 độ nên sin x nó dương. Rồi mình thấy số nào bằng căn của 1 trừ 1 phần 3 1 mà trừ căn cũng 1 phần 3 là mình bấm máy tính đi. Căn của 1 trừ đi 2 căn 2 trên 3. Hai căn 2 trên 3. Bây giờ mình tính cốt thấy. Cốt thấy. Cái bằng 2 lần cos bình phương x trừ đi 1. Bằng 2 lần nhân cho 1 phần 3. Của 2 trừ 1. 1 phần 3 bình phương là 1 phần 9. 2 phần 9 trừ đi 1. Đã bằng trừ trừ 7 phần 9. Đó. Rồi bây giờ mình tính cos của x trừ pi chia 3. Cos của x trừ pi chia 3. Cos A trừ B sẽ bằng cos A cos B. Cộng sin A sin B nha. Cốt đấy thì 1 phần 3 cốt của pi chia 3 là nằm chỗ này, mình chiếu đây là 1 phần 2 cộng cho sin x là 2 căn 2 chia 3, sin pi chia 3 là bằng căn 3 chia 2. Như vậy nó bằng 2 căn 6 cộng 1. Tên cho 6 2 0 6 và 1 đến 6. Rồi bây giờ tôi qua bài 4 giải phương trình lượng giác. Câu A này, bài số 4
nó có sinh hay nên chuyển nó qua một một phần hai bỏ này lên chuyển qua đây một phần hai nha, suy nghĩ là bằng một phần hai, một phần hai là bằng sin của pi chia sáu, vậy mình suy ra được x sẽ bằng pi chia sáu là cộng k hai pi, x sẽ bằng pi trừ pi chia sáu k hai pi, vậy tương đương với x pi chia 6 cộng k 2 pi x bằng này sai là cái này 2x cho bằng 2x 2x nha. Năm pi chia 6 cộng k 2 pi mình chỉ ra được là x sẽ bằng pi trên 12 cộng kpi 5pi trên 12 cộng kpi là k thuộc z. Đó là bài số số 1 41. Bài B này các em. Sin 3x trừ cos x bằng 0. Bài B. Bài 4B nha. Sin 3x trừ cos x bằng 0 thì mình có cos x đúng không? Vậy mình sẽ chuyển về là bằng nó cùng một một sin cũng được các em, phụ thêm chéo cho nó bằng sin của pi trên 2 trừ x, rồi mình sẽ tương đương 3x pi trên 2 trừ x cộng k 2 pi thì bằng pi tôi cho mấy chữ hai chữ cộng k 2 đi, mình chuyển qua đây thì sẽ là 4x đi trên 2 cộng k 2 đi, đây là cộng x chuyển qua là thành 2x, đây là x nè chuyển qua bên này là thành 2x, pi trừ pi trên 2 là còn lại pi trên 2 pi trừ pi trên 2 ha. Pi trên 2 trừ x. Cộng k 2 pi. Này mình tương đương được với x của mình. Chia cho 4, pi trên 8 cộng k pi chia 2. X bằng pi chia 4 cộng kpi k thuộc z, đó là ta xong bài số số 4 rồi các em. Số 5 ta sang bài số 5 này, cho u n là bằng 2 n cộng 1 trên 3 n được 1, tìm số hạng thứ 5
mã số là thứ 10 của dãy số. Thì mình có U5 sẽ bằng gì? Bằng 2 nhân 5 cộng 1. 3 nhân 5. 3 nhân 5 trừ 1 đó. 2 nhân 5 là 10 cộng 10 là 11. 3 5 15 11 là 14. Bằng 11 phần 14. U10 sẽ bằng 2 nhân cho 10 cộng 1 trên 3 nhân cho 10 trừ 1 bằng 21 phần 29. Rồi, ta sang bài số 6. Cho cấp số cộng công sai là bằng 2, số hạng đầu bằng 4, đây chính là U1. Viết công thức số hạng tổng quát UN của cấp số cộng. UN sẽ bằng U1 cộng N trừ 1 nhân đi. U1 là bằng 4 cộng N trừ 1 nhân cho 2 bằng 4 cộng 2N trừ 2 bằng 2 cộng 2N. Qua bài số 7. Cho một chốt ABCD có đáy lớn là AD bằng 2 lần BC. Này bị sai chút không? AD bằng 2 bằng BC. Độ N là trung điểm AC. Như vậy mình có cho một chốt không? A B C D. AD bằng 2 BC, N là trung điểm của AC. O là giao điểm của AC và BD. Tìm giao tuyến của XAB và XCD. XAB giao XCD. Như vậy ta có X là thuộc XAB giao XCD. Bởi vì X là thuộc XAB và X thuộc XCD như X thuộc XAB giao XCD. Trong mặt phẳng ABCD gọi Y là bằng AB giao CD.
Nghệ y. AB con XAB y thuộc CD con XCD y thuộc XAB giao XCD một hai từ một phần hai y ra xy sẽ bằng xad giao xcd rồi như vậy ta sẽ chứng minh được câu số 1 này em. Câu B tìm giao điểm DN với mặt phẳng XAB. Thì bây giờ mình thường nối cái giao tuyến này lại nè. Tìm giao điểm DN. Giao với lại SKB là nó bằng cái gì? Như vậy trong mặt phẳng SCD DN giao với SI bằng E. Mà XY này là con của XAB DN giao với câu B là giao tại E. Câu G, G là trọng tâm của SCD. Chứng minh GO song song với BN. Tâm của SCD. Như vậy nằm chỗ này các em. Giờ mình làm đây. Chứng minh GO song song với BN. GO song song với BN. GO song song với bên này. Xóa bước này ra.
Ta có cái này AD bằng 2BC thì AD chia cho BC là bằng 2. AD song song BC đúng không? C ra DO DO trên OB nó bằng AD chia BC là bằng 2. Mà GD DG chia GN cũng bằng 2. Cũng bằng 2. Như vậy trong tam giác DBN có DO trên OB bằng DG trên GN bằng 2. Nên sẽ suy ra được là BO song song với BN BO song song với BN này là điều phải chứng minh. Rồi ta xong bài hình học, tổng qua bài số 8. Chứng minh rằng với mỗi x thì cos x bằng cos của 43 x trừ 3 cos x. Ta có cos 3 x sẽ bằng cos 2 x cộng x bằng cos 2 x cos x cộng sin 2 x sin x. Cos 2x thì bằng lại là bằng 2 bằng cos bình phương x trừ 1 nhân với cos x. Sin 2x thì bằng là 2 lần sin x cos x sin x. Nhân vào thì nó sẽ bằng là 2 lần cos của 3x trừ cos x đây cộng 2 lần sin bình phương x cos x bằng là 2 bằng cos mũ 3x sin bình phương thì bằng 1 trừ cos bình phương x. Rồi nó sẽ bằng 2 lần cos mũ 3x trừ cos x. Đây là cộng 2 lần cos x chỗ này bị nhầm chút nha các em, cái này dấu trừ chứ không phải dấu cộng, bị nhầm là cos 2x cos x trừ chỗ đây cộng là chỗ đây trừ nha, trừ nếu mình nhân vào thì sẽ thành là trừ trừ 2 cos x, chỗ này là cộng 2 cos mũ 3 đây với đây, như vậy nó sẽ bằng 4 cos mũ 3 trừ 3 cos x bằng cái phải. Điều phải chứng minh. Vậy các em học sinh lớp 11 thân mến, cái đề số 1 khi giữa kỳ 1 lớp 11. Đến đây là hết rồi nha các em.
Xin chào tạm biệt tất cả em và hẹn cái đề khác sau nha. Bye bye.